Một công ty Pháp, BFC, đã sáng chế ra điện và pin bằng giấy và bằng chất men enzyme. Các loại pin giấy và màng điện giấy này có thể tự phân hủy sinh học và đặc biệt là không nguy hại cho môi trường sinh thái và hoàn toàn không có chất kim loại nào. Cũng giống như pin, nó tạo ra điện qua kích hoạt sinh học bằng cách sử dụng chất đường glucose và oxy làm nhiên liệu. Cái tế bào sinh học nhiên liệu này có hai điện cực âm và dương giống như là một cái pin bình thường hay là một tế bào nhiên liệu và một cái cách ngăn ở giữa. Và trên điện cực chúng tôi có để chất men enzymes là những kích hoạt sinh học. Những chất enzyme đó sẽ chuyển chất đường một bên và phóng thích điện tử electron. Và phía bên kia, bên điện cực âm, chất enzyme sẽ kéo điện tử electron và chuyển hóa nó thành nước. Và cứ như vậy chúng ta sẽ có một dòng điện với một độ vôn ổn định để cung cấp đủ năng lượng cho những dụng cụ điện tử. Khi chúng ta có một dụng cụ điện tử và thường có một anten Bluetooth trên đó, chúng ta có thể có NFC, một sóng truyền tải trong phạm vi gần. Bluetooth với năng lượng thấp từ 1 tới 6 V, tùy vào khoảng cách từ vài mét tới vài km. Cái này chỉ cần chạm nhẹ. Bạn biết, giống như là trả tiền bằng ứng dụng Apple đó, bạn có thể trả tiền bằng cách chạm nhẹ vào. Bạn có thể chạm nhẹ phone của bạn và bạn có các thông tin được viết xuống. Công dụng của các phát minh này có thể áp dụng nhiều vào các sinh hoạt đời sống của con người, như truy tìm nguồn gốc thức ăn khi đi chợ, theo dõi nhiệt độ của các thuốc men dự trữ khi mua thuốc, hoặc truyền tải những thông tin thiết thực nhanh chóng trong khoảng cách gần. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở phát minh về pin, chúng tôi cũng phát minh về điện gia dụng. Đây là bản mạch in. Chúng tôi có nhiều cảm ứng khác nhau trên đó. Chúng tôi có cảm ứng nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và cả những quy định thông tin khác nhau. Chúng tôi có một nguồn năng lượng mà có thể phân hủy sinh học và không lâu nữa chúng ta sẽ có điện cũng có thể phân hủy sinh học và rất thân thiện với môi trường. Những loại pin giấy và mạch in giấy này có độ ứng dụng từ vài giờ cho đến vài tháng, tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng. Theo cô Berthio, người đồng sáng lập công ty BFC, đây không phải là loại pin giấy được phát minh đầu tiên trên thế giới. Nhưng loại pin và bản mạch in được tạo ra bằng giấy và chất enzyme, không có chất kim loại này, là một trong những phát minh mới nhất trong ngành năng lượng điện tử và sinh học.